Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạnh Euro Sài Gòn Chiều hôm nay, bên em lại tiếp tục về thêm được một ít hàng Đó là những sợi dây nguồn hàng bại Cũng như là em về thêm được một ít dây loa Dòng dây cấp Copper của Pháp Loại 2 ly, 3 ly Em về thêm dây loa Mark Và dây loa của hãng Pro AC nhé Rồi, thì trước khi đi vào video chi tiết những bác nào chưa đăng ký kênh nhấn đăng ký nhấn like để ủng hộ bên em nhé thứ nhất thì em giới thiệu tới tất cả bác đó là bộ dây loa của hãng Kimber dòng KS3040 nhé dây này thì nó rất là gấu nha các bác rất là gấu đường kính của dây là 18 ly đó, dây này thì em ráp cũng như là em nghe thử ở trên nhiều dàn âm thanh thì nó sẽ cải thiện tốt nhất giải bát và trung âm trung âm rõ ràng, bát lên sâu ấm nhé. Đó những dàn bác nào bát chưa lên được, đó chưa sâu chưa ấm thì các bác lựa chọn bộ dây này về phối cho dàn âm thanh của mình. Dòng này sử dụng đầu rắc là đầu rắc vkbt nhé. đầu rắc bắp chuối của hãng vkbt, rất là đẹp. này Dây thì có chiều dài là mỗi bên hai mét rưỡi nha các bác. Dây rất là gấu nhé. Đó. Và loại này thì giá bên shop em đang phân phối cho tất cả bác với giá là 3 triệu 850 ngàn đồng nhé 3 triệu 850 một bộ nhé rất là đẹp và rất là khủng nha bác à sản phẩm này thì em về có túi nhé có túi rồi tiếp theo em đi qua những sợi dây nguồn cà reo bên em vừa mới về dây này có chiều dài là một mét rưỡi nha bác một mét rưỡi dây thì được bọc một lớp da rắn màu đen rất là đẹp như thế này chân cắm mạ vàng năm 156 nhá Dây này có chiều dài là 1 mét rưỡi nha các bác 1 mét rưỡi Để cho tất cả các bác là sử dụng làm dây nguồn tặng này Làm dây nguồn âm ly CD Rất là ok Lõi rất là to nha các bác Và một sợi dây nguồn này thì bên shop em đang phân phối cho tất cả các bác Với một mức giá rất là tốt thôi Chỉ có 750.000 đồng một sợi nhá bác nào lấy hai sợi thì bên em sẽ bao ship cho tất cả bác luôn giờ tiếp theo đi qua những sợi dây nguồn hàng zin hàng tháo máy nha các bác đây là những sợi dây nguồn trước thì em có về được 100 sợi và em bán hết rồi thì chiều nay bên em lại tiếp tục về thêm được 100 sợi nữa nhé sợi dây nguồn này thì nó thiết kế là loại đồng rất là to để cho tất cả bác sử dụng cho những con men, con đậy, con vang Thường thường những con men của các bác khi người ta lấy về thì những con men bại đó thì không có dây nguồn. Đó người ta bỏ những sợi dây nguồn kém chất lượng vào thì những sợi dây nguồn đó nó truyền dặn không được tốt thì các bác mua những sợi dây nguồn như thế này. Các bác về thay đi. Đó thì để nó truyền dặn được tốt hơn. Tại vì dây nguồn nó đóng một vai trò cực kỳ là quan trọng nhé. Dòng này nó chịu tải rất là cao, 300V. Dòng điện của chúng ta thì chỉ có 220V thôi Nhưng sợi này nó chịu tải lên đến 300V Một uh, mức rất là lớn nhé Và loại dặn là 3x2.08 này Dây có chiều dài 1m8 các bác Dây Zin của hãng Finno Dòng dây Zin của Mỹ nhé Và một sợi như thế này Giá bên em phân phối sẽ là 100.000 một sợi nhé Và có lặn vào một sợi uh, dây nguồn của hãng uh, Longwell cũng như vậy luôn tải cũng như vậy và chất lượng cũng như vậy nhưng đầu này là đầu công thì sợi này bên em vẫn bán cho tất cả bác là 100.000 một sợi nhé bác nào lấy 3 sợi thì bên em sẽ bao ship còn những bác lấy một sợi hai sợi thì em không bao ship được rất mong các bác thông cảm nhé rồi tiếp theo em đi qua hai dòng dây loa thứ nhất thì em giới thiệu tới tất cả bác đó là dòng dây loa của hãng Martin Tóc dòng dây này hết hàng khá là lâu nhé nay lại tiếp tục cặp bến được tầm khoảng là 50 mươi mét. Đây là một dòng dây thiết kế là bốn loại dặn này, vỏ rất là dài và loại của nó là loại đồng. Bên trong mỗi loại đồng nó sẽ có mỗi sợi đồng mạ bạc như thế này, nó sẽ cải thiện tốt nhất giải chép và trung cao. Còn loại đồng tơ mềm mịn thì nó sẽ cân bằng giải bát được sâu hơn, ấm hơn dây rất là mềm và đường kính của dây là 18 ly nha các bác đó loại vừa đồng vừa bạc này và dây này giá bên shop em đang phân phối cho tất cả bác với một mức giá khá là tốt chỉ có 180.000 đồng một mét nhá mắc in tóc này Made in USA dây có màu xanh nhá rồi tiếp theo đi qua dòng dây của hãng Pro AC Pro AC thì em còn ít thôi Tầng này chắc còn tầm khoảng à, hơn chục mét nha các bác Dây này thì loại đồng 100% Loại đồng của nó là 4.0 Đồng tơ mềm mịn như thế này Thì à, dòng dây này cho tất cả bác muốn cải thiện bass à, bát này Sử dụng đắn những con súp 4 tóc, 5 tóc Phun đơn, phun đôi đó Nó cho tiếng rất là hay Rất là mặn và rất là uy lực Và đặc biệt dòng dây này rất là mềm nhé rất là mềm loại này thì giá bên em vẫn phân phối là 190 000 một mét nha các bác giờ đi qua dòng dây của hạng Diêu Cắp của Pháp này của Pháp thì chiều nay em về thêm được 300m nha các bác 300m em về được loại loại 2.0 này 2.0 2 ly đấy dòng này thiết kế loại của nó là vừa đồng cứng này vừa những sợi đồng cứng đồng trục như thế này và những sợi đồng tơ mềm mịn và dòng dây có điều hướng mũi tên. Đây, dòng dây mới. Zucapper.com Frank tức là của Pháp nha các bác, của Pháp nha. Và loại 2 ly này thì bên em đang phân phối cho tất cả bác là 150.000 đồng một mét nha các bác. Đó, 150.000 một mét. Còn dây nó 3 ly Thì giá bên em phân phối là 190 ngàn Một mét nhá Dây bơ Cực kỳ là hay Thích hợp cho những bác nào muốn cải thiện tiếng súp này Tiếng chung Đó, nó cho các dải lên rất là đều nhau Rồi, đi qua dòng dây của hãng Ong Bắt của Đức Dòng Ong Bắt thì nó là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức rồi và dòng này nó xuất xứ là của Switzerland tức là của Thụy Sĩ nha các bác thì nó sẽ đặt nhà máy sản xuất tại uh, Thụy Sĩ này theo công nghệ của Đức nhá ông bắt này thì nó đặt nhà máy sản xuất rất là nhiều nước loại đồng mỏ bạc loại này 1.5 thì để cho tất cả bác đấu cho những con chép rồi những uh, dòng uh, loa hai tắc hai tắc rưỡi rất là ok nhé dây mã bạc và loại dây ông bắt này thì giá bên em phân phối cho tất cả bác với một mức giá chỉ có 140.000 một mét thôi đó bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé Rồi thì chiều nay bên em về được những sản phẩm như vậy những bác nào thích sản phẩm nào có thể gọi trực tiếp cho em nhé và số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969 569 157 nha. Rồi, chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Những bác nào chưa đăng ký, nhấn đăng ký, chúc em nhé. Rồi em chào các bác.